Vâng, chào mừng các bạn đến với kênh bóng chuyền bên tai. Trước mắt các bạn trận chung kết tranh cúp sự bí tộc với đội Long Giang. Long Giang và cái đội gì quên nữa rồi. Lũng Bé là và Long Giang. Trời ơi, đặt tên ngộ quá, không có nhớ kịp. Lũng Bia và Long Giang, Lũng Bia là danh đếm đại diện. Khoa Phước Lý Cắt Ơ Bạc. Bên kia là Nhật Long An, Bảo Việt Thái và ai quên rồi. Đập bóng tốt. Điểm 1-0. Việt Thái quá tốt rồi. 1-1. Điểm 2-1. Bóng kho. Tiếp tục là Phi Anh. Quá trời rồi các bạn ơi. Lũng sân nhà thi đấu rồi. Điểm 2-2. Ai đây? Tiếp tục là Bi Danh. Bên kia á kia. Bên kia khó nhìn á, góc bên kia khó nhìn lắm á. Điểm 3-3. Quá tốt rồi, Phương Lý phát bóng tốt. Nhất lấy kem. Đổi điểm 4-4. Thì anh đã bóng tốt. Nội ngoại còn có mình em á. Nhất bóng ngoài 6-4. Lụm bia lấy bia. Bóng còn. Tiếp tục là Nhất. Bỏ bóng tốc. Năm sáu. Chẳng bóng tốc. 6-6.
không thằng lưới. Điểm 76 cho lượm bia. Đập bóng không thằng lưới 86. Diệt Thái rất tiếc bóng ngoài. Thì đâu tiếp tục 96 nha các bạn. Bỏ bóng tốt. Bốn cột luôn á. Điểm 18. Nhật. Bóng còn. Bóng vẫn còn. Đi danh bỏ bóng tốt. Mười một tám. Phát bóng ngoài. Bỏ bóng tốt 12-9. Diệp Thái quá tốt rồi. Đánh bóng tốt. Điểm cho Long Giang 10-12. Mười, 12. Quá tốt. 13-10. Nhật bóng còn tiếp tục rồi. Nhật rất tiếc bóng không sang lưới các bạn ơi. 14-10. Diệp Thái bóng còn, thủ quá tốt của Phi Danh. Tiếp tục là Phi Danh. Quá tốt. Điểm 15-10. Điểm 15-10.
quá hay vậy. Một pha phản đem ăn điểm luôn. Quá hay. Kết thúc xích 1, lụm bia thắng trước 1-0. Xích 2 của trận chung kết. Bóng ngoài. Điểm 1-0. Thủ tốt rồi. Ai đây? Phi Danh. Bóng vẫn còn. Nhất. Đập bóng tốt. Wow. Quá tuyệt vời. Điểm 2-1. Bóng ngoài. Tiếp tục 3-1. Điểm 2-3. Phước Lý đập bóng tốt. Bốn hai. Bóng còn kịp không? Vẫn còn kịp. Quá hay rồi. Nhất. Vinh đếm bỏ bóng tốt. Bảo. Bóng ngoài. Hết phép rồi. 6-2 nha các bạn. Nhật. Danh chẳng bóng tốt. Mòn mỏi hết rồi. Bóng không sang lưới. Kết quả nở đường à. Bóng còn, thủ quá tốt rồi. Hay vậy. Tiếp tục là Nhật. Đập bóng tốt của Nhật. Điểm 3-8. Phước Lý. Bóng còn. Tiếp tục là Nhật. Bỏ bóng tốt. Điểm 4-8. Phát bóng không thằng lưới. Điểm 9-4. Chôn. Điểm 10-4. Phước Lý đặt bóng tốt.
không không quá lớn điểm cho năm nay 5-11. Ai đây? Vẫn là Nhật. Bỗng phòng thằng lưới các bạn ơi. Đập bóng tốt của Nhật. Đội điểm 6-13. Quá quy luật vậy. Lỗi cả người cứu bóng. Điểm 14-6. Bung bàn. Điểm cuối cho lụm bia. Lụm bia có lấy bia hay không là điểm cuối. Bỏ ngoài. Phước Lý. Bỏ bóng tốt của Phước Lý. Kết thúc như vậy, lụm bia đã lấy bia các bạn ơi. Chúc mừng lụm bia giành giải nhất.